Chú Tư. Đó. Nay đâu gấp mà kêu con giật một giật hai vậy? Bây giờ con tèo đó qua. Nhân chứng của tôi đó, bà muốn hỏi gì bà hỏi đi. Tèo. Dạ. Giải thích giùm cho thím. Cái này là sao? Ổng nói á, ổng chờ mày qua đây để làm nhân chứng cái vụ này nè. Đâu, mày giải thích cho thím coi. Đó, để đó đi cho bà hiểu. Trời đất ơi. Cái thẻ massage. Ừ, thì thẻ massage. Thì hỏi con chi? Nhưng mà tao hỏi mày là cái thẻ massage này tại sao có trong túi của tao? Tại chú đi massage. Đó, đây, không, thấy chưa? Tao không có đi massage. Mà tại sao có thẻ massage? Chú không đi massage, tại sao có thẻ massage trong túi của chú? Mày giết tao luôn đi tao. Trời ơi, ơi, mày giết tao luôn đi. Bây giờ mày nói cho tao biết, mày chở tao về tại sao có cái thẻ massage này trong túi tao? Con đâu có biết. Đó, thấy chưa? Đó, nhân chứng rồi đó. Nhân chứng rồi đó. Ông còn chối nữa không? Hỏi lại lần nữa nè, ai bỏ cái này vô trong túi tao? Con bỏ. Ờ. Ê, anh giỡn gì kỳ vậy? Anh giỡn xíu nữa là nhà tôi là tan nhà nát cửa luôn á. Trời ơi. Gì đâu, tại anh thấy chú thím tư căng thẳng, anh vô anh ghẹo chơi chút xíu. Rồi thấy có vui không? Không vui thôi. Rồi, ông có đi massage không? Con đâu có biết. Trời ơi. Đó. Mày lỡ mơ mày nói lại giùm tao đi. Thấy chưa? Tao không có đi massage, mày nói giùm tôi. Thôi để con giải thích cho nè. Hiểu lầm không à? Tóm lại là cái chuyện cái thẻ massage này với cái chuyện chú Tư nhậu á không có liên quan gì tới nhau. Ờ. Đó. Con thấy chú Tư xỉn ở ngoài quán nhậu quắt cần câu rồi, cái con mới chở chú Tư về đây giùm để kiếm cuốc xe. Chú Tư chưa trả tiền xe con nha. Rồi cái thẻ này nè là của thằng bạn con, nó mở tiệm massage, cái nó nhờ con là đi phát cho khách của con giùm. Đó. Cái con mới bỏ vô trong túi của chú Tư. Mà ông xỉn ông đâu biết gì đâu, cái nhét đại vô trong túi ổng. Đó. Thím Tư, thím hay ghen nhức đầu lắm nè. Lấy thẻ đi massage đầu. Nháy nháy. Đi chăm sóc da mặt em. Im. Chú Tư, mời mốt chú đi phát cho mấy ông bạn nhậu đi massage ủng hộ bạn con chú Tư. Nè 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 đó. Mày chạy ngoài nắng ngoài gió mà nhức đầu chút mặt gì vậy? Kể tía mày, mày về mày đi massage đi. Biết, đi về. Thằng quỷ. Trời ơi. Trời trời trời. Má tôi không. Chút xíu nữa thì chết rồi. Ông ăn cơm đi. Sáng giờ đi nhậu chắc đói lắm hả? Chứ sao? Nè, mai mốt có nhậu á thì nhậu có chừng có mực thôi. Nhậu cũng biết chừa đường về nhà. Gì đâu mà nhậu thế vậy? Không biết gì trơn á, rồi nằm dài giữa nhà vậy đó. Chứ xíu nữa là mất đồ đó. Tôi không về kịp là chắc bị cái thằng vé số nó trộm đồ hết rồi đó. Tôi biết rồi, thôi tôi biết tôi sai rồi, tôi xin lỗi bà. Rồi tôi hứa mai mốt đó là tôi không có dám nhậu kiểu như vậy nữa đâu. Uống chơi với bạn bè vài chai thôi, tỉnh táo gì à, không có nguy hiểm. Xin lỗi, được chưa? Ừ, thôi, thôi về ăn cơm đi. Ừ, à. Thôi vợ chồng không có giận nữa nghe không? Ừ. Nó trời, nay bà dễ thương cũng chết luôn.